Xin chào các bạn, chúng ta đã có mặt tại sân vận động Santiago Bernabeu. Tôi là Quang Tùng và cạnh tôi là bình luận viên Quang Huy. Real Madrid sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Nguy hiểm. Quả tạt đã bị chặn bởi Cavahan, rất tốt. Có thể có bàn thắng. Vẫn còn nguy hiểm. Một pha dàn xếp vào góc vô cùng xuất sắc, đáng tiếc là không có bàn thắng. Đúng là như vậy, có vẻ như thần may mắn đã quên mất phải mỉm cười trong tình huống vừa rồi. Williams. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Và sẽ là một pha tấn công của Real Madrid. Sút. Bóng văng vào. Bàn thắng được ghi cho Real Madrid. Đầu không có nghi ngờ gì về điều đó. Bóng bật lại và đi thẳng vào lưới, thật may mắn. Một góc nhìn rất tốt từ pha chiếu lại. Và đúng như dự đoán, Real Madrid lại dẫn trước. Dani Garcia. Real Madrid đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Toni Kroos. Dani Garcia bật tường. Họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Isco. Luka Modric. Messi Saita. Sergio Ramos. Cavahan. Luka Modric. Họ đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Williams. Iker Muniain. Anh ấy đã cướp được bóng. Marco Asensio. Sút. Anh ấy cần canh lại thức ngắm. Marco Asensio. Cơ hội. Sút đi. Bàn thắng đã được ghi, thủ môn không thể cản phá hai bóng đó.
anh Quang Tùng à, đó là những gì chúng ta mong đợi. Một đội chiếu thế và họ đang chứng tỏ trên bảng tỷ số. Chúng ta không phải lúc nào cũng có được những thứ mà mình mong đợi, nhưng thật sự đội bóng đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là các tiền đạo của họ. Tỷ số được đưa lên 2-0. Thời gian bù giờ sẽ là 2 phút. Marco Asensio. Tỷ số hiệp 1 là 2-0. Chúng ta vẫn còn 45 phút hiệp 2 nữa. Hiệp 2 được bắt đầu với quyền kiểm soát từ cao thủ Athletic Bilbao. Isco. Marcelo. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Yeray vừa có pha phóng lên, ném biên cho Real Madrid. Isco. Đá các đồng đội hỗ trợ Isco. Và đây là cú sút phạt góc cho Real. Inigo Martinez vừa có pha phóng lên. Sút đi. Tuyệt vời. Một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Toni Kroos. Đó là một bàn thắng. Một dấu hiệu quan trọng giúp cho thế trận của đội bóng tốt hơn. Và nó là một bàn thắng đáng để chúng ta phân tích lại. Tôi phải nói rằng đó là trận đấu một chiều, nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào các bàn thắng. Rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Tiến lên đi. Mất bóng. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Và đây là cú sút. Anh ta đã nhìn thấy thủ môn lao ra. Chính vì vậy anh ta đã thực hiện một cú lốp bóng. À vâng, nhưng nó trông không có chút hiệu quả nào cả. Aduriz việt vị rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa hơn đối phương. Varane. Sergio Ramos. Marcelo. Ném biên cho Bilbao. Williams. Cavani. Luka Modric. Isco. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt, bớt bóng trong vòng cấm. Bernat. Đếm ngược bắt đầu. Chúng ta chỉ còn 9 phút. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Giờ cho những rất nhanh.
Sút. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Cơ hội từ đường chuyền. Vào. Bàn thắng được ghi cho Real Madrid. Và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Bàn thắng rất đẹp. Thủ môn đang gạt bóng từ trong lưới để trận đấu có thể được đưa về điểm xuất phát. Từ một góc độ khác ở đây. Nếu bàn không đếm được nữa thì tỷ số là 4-0. Cho đến nay các trận đấu đã diễn ra như mong. 4-0 là